Coi chào quý vị nhé. Coi đang ở chỗ để lên trên làng bè để ăn hải sản cùng với anh Hải Sa Ba TV và bạn Phan Diếc cũng như anh Cua. Thì bây giờ thì là cả nhà có thể nhìn thấy kia là bãi biển nhé, kia là biển nhé. Ở kia có rất là nhiều làng bè họ bán hải sản tươi sống ở đấy. Thì anh em mà chuẩn bị thì đi lối này đi xuống để ra thuyền đi một xíu thôi là sẽ ra được làng bè kia. Đây, đường xuống khu du lịch làng bè, tham quan miễn phí trên bè. Đó, có thể ngắm san hô này, có thể ăn hải sản này, câu mực này, câu cá, bắt nhum này, rất là nhiều thứ để trải nghiệm ở đây. Đảo Hòn Sơn. Bây giờ Hà Còi cùng mọi người sẽ xuống thuyền để đi ra làng bè. Quá là đẹp luôn cả nhà ơi. Tuyệt vời. Đi tí thôi mà. Đây cả nhà, bây giờ sẽ thuê thuyền để ra. Anh nhà anh có bán thuốc lá không anh ơi? Anh có. Đi chưa đâu cả nhà ơi. Anh Hải ơi, có hồi hộp không? Rất là hồi hộp luôn. Hồi hộp. Anh có hay ra bè ăn không? Chưa, đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Ra bè nào chơi? Ra bè nào ở Sang ơi? Thanh Sơn, Thanh Sơn là lớn nhất. Mình đi dạo vòng. Đi dạo vòng lên một mẹ. Đi dạo vòng thấy nào được thì lên. Giờ lên trên bè, lên trên thuyền cả nhà. Thuyền đây người ta lấy 20.000 một người thôi, rất hợp lý. Đây đoàn đây. Hello, xin chào các bạn. Bà xã Hà, tạm dũng. Hôm qua là mấy anh em mình nhậu say quá, hôm nay chưa biết thế nào đây, tiểu lượng đây. Ôi, dùng lắc quá. Tôi đang ngót rồi. Ngồi đây để quay mọi người nhá. Quá tuyệt vời luôn. Máy quay đẹp quá nhảy ơi. Đẹp không? Đẹp đẹp đẹp. Đi chuyển cả nhà đây. Sống luôn anh Hải ạ. Được đấy. Ăn bữa ăn sống ngon lắm. Đúng nhá. Vâng. Hôm nay anh em mình sẽ đi câu mực con ạ. Quá là đẹp luôn rồi nhà đấy. Cảm giác như muốn nhảy xuống tắm luôn đấy. Đảo Hòn Sơn.
nhiều nhà bè cả nhà. Mình thích lựa nhà bè nào thì mình lựa thôi. Hải sản tươi sống thả ở ngay dưới kia, có thể là mình sẽ lựa hải sản cho mình ăn. Rất nhiều nhà bè luôn. Đây là làng bè cả nhà. Khu làng bè này thì Hà thấy là phải có đến hàng trăm nhà bè đấy. Người ta nuôi vừa là nuôi hải sản, vừa là kinh doanh bán hàng hải sản ở trên này. Hà cũng chưa biết ở trong là sẽ có những hải sản gì đâu. Thì nó lên thì Hà sẽ quay cho mọi người nhé, để giới thiệu mọi người xem có những hải sản gì. Mình đã nhìn thấy có rất là nhiều con cá đang bơi ở trong bè kia rồi. Em vừa nhìn thấy nó quay kia thật mà. Cá mập ấy. Hello. Mọi người ra Hòn Sơn thì đến Rạch Giá xong có thể đi Hòn Sơn xong đi Nam Du xong là ra Phú Quốc được luôn cả nhà. Đây là một cái lộ trình nếu như mọi người đi theo thuyền đấy, đi theo tàu ấy, thì là có thể lộ trình đầu tiên ở Hòn Sơn, sau đó là đi Nam Du, sau đó là đi tiếp Phú Quốc. Thì mọi người có thể lựa chọn cái đảo Hòn Sơn này. Đảo Hòn Sơn rất đẹp cả nhà nhá. Không, nó có một cái vẻ đẹp rất là riêng. Ở trong kia sủa, ở ngoài này cũng đang sủa. Hai bên đang sủa nhau. Go go go. Cả nhà đã bắt đầu lên trên lồng làng bè này rồi. Mọi người đã nhận ra anh Hải. Có fan luôn này. Có ai nhận ra mình không? Biết anh Phạm Dũng hay là ok con dê không? Không luôn, ăn đầu luôn. Có tay luôn rồi. Cái ông kia mất chân rồi. Ông kia mất chân. Đây là làng bè, hải sản đây cả nhà ơi. Nhìn thấy con ôi, bé bé tôm tích này. Có hàu hương này, có sò bàn mai này, có con gì, con mực đang bơi kìa, con mực đang bơi kìa, mực lá, à mực mai, tôm tích kìa. Ôi, tôm tích còn sống đang bơi luôn. Ở dưới là con gì đây anh? Đâu? Ở dưới con tôm tích là con gì? Hàu gai. Hàu. À, em cho con mực đang bơi kia nè. Bao giờ luôn đi, đói lắm rồi. Mực đang bơi rồi anh này. Hả? Mực đấy, mực mai. Mực mai. Này, tôm tích. Mực nang, mực nang. Ừ, gọi hết đi. Food combo đi. Mọi thứ cho em một phần đấy. Mực này có ăn sống được không anh ơi? Vâng. Anh làm cho... Cái này là 1 ký. Hào gai 1 ký. Tôm tích 1 ký. Đúng rồi. Cái này mình tính con. Tám con này mới hành. 8 con mới hành nha. Hành. Mực sống kìa. Mực sống kìa. Mực sống này. À, con cá kia là cá gì? Cá ngát à? Cá ngát. Ở biển là con cá giống như con cá chê cả nhà. Thì người ta gọi là cá ngát. Em có nói chuyện với thằng Phi à? Cá gì đây? Cá ngát. Ngát ạ. Rồi. Có mình ăn ghẹ không? Có ghẹ luôn. Ghẹ nè. À thôi, hay được hôm qua rồi hấp. Hấp thì hấp xong thì nó ngọt hơn, hấp nó ngọt hơn. Hấp một nửa, cháy tỏi một nửa. Hấp một nửa. Có cá gì không? Có cá vịt, cá mú, cá hồng mỹ. Cá nằm dưới này. Cá nằm dưới đây thì nhiều lắm. Đây, sò bản mai đây. Cái này gọi là sò gì? Bản mai anh ạ. Bắp chuối. Bắp chuối à? Cái này bao nhiêu một con chị? Con này 25 ngàn một con thôi. Ủa, thế thì lấy mỗi người một con. Mỗi người con đi. Con đi. Đúng mỡ hành. Đây này. Lấy con to cho em nha.
Phô mai. Ồ. Con đó còn nhiều mai đó. Con đó thì là ăn không ngon mà con này. Ừ, con này ngon đấy. Con này to mà ăn không ngon à. Nó thấy gì chứ nó ít rồi. 25 ngàn một con các bạn ạ. Mai này mai gì anh? Con đó con sò mai, dương mai. Dương mai. Nó khác hả? Con này nó ít hơn con này. Sao lại để cái lon kia ở đây? Bây giờ anh ấy sẽ kéo cá lên cho mọi người xem để lựa xem mà ăn con cá gì. Bây giờ sẽ chờ nhá cả nhà ơi, chờ xem cá nó. Ui ôi, bắt đầu cá bớp nhiều lắm. Cá bớp nhiều có mập đó. Nhìn đấy cả nhà, nhìn thấy nhiều chưa? Cá bớp hay ha. Bắt đầu nhìn thấy nó rồi đấy, to lắm. Ô, có cá hồng cũng kìa, cá cái con này. Ôi cái này là cá gì đây? Cá bớp anh ạ. Cá bớp à? Nó nhiều nhiều cá mập quá. Chơi luôn một con đi. Cá mú này. Cá nào mà mình quấn bánh tráng với rau sống. Cả bớp cả mú luôn. Con cá mú kia hấp đi. Con cá mú kia hấp. Cá mú con mình ăn rồi, mình ăn con cá. Này là phi lê. Con cá đỏ đỏ kia kìa, anh ơi. Con đỏ kia là ngon này anh Hải ạ. Được. Cá này để cho coi đây này, cá này cá gì? Con mú mú sao kìa. Bắt con nào giờ này. Bắt kiến này. Cá sao ấy. Cái bên kia nữa ơi. Nhiều cá thế này. Con kia là con gì kia? Cá ngát. Như con cá chê mà. Đâu? Có bắt đấy nhỉ? Có bắt đấy. Ôi, con cá cái đẹp kìa. Con tay chèn bên kia cái. Tay thượng à? Rồi. Bên kia kìa, bên kia nó nằm bên mặt lưới bên kia kìa. Đẹp lắm. Làm chơi gì vậy? Đấy. Ồ, bắt được rồi. Con này cá gì đấy anh ơi? Câu vật. À. Dạ, con này ăn ngon nè, con này nướng ngon nè. Đây cả nhà ơi. Ủa to nha. To chưa? Con này phải ký mấy quá, bao nhiêu một ký chị? Mấy nướng luôn, cái sản phẩm ký có 300 nè. 300 là cao không anh nhà? Ừ. Ăn đi. Ừ, đi. Từ từ nào. À đây, con này là chế biến món gì? Nướng là chừng nó nướng thịt nó dai mà thơm ngon. Nướng mình có được, được, thế lấy luôn đi, lấy luôn con này đi. Vậy là chừng con này có bánh trắng nha. Con này nướng con bánh trắng ở Dũng. Đây đây. Ok. Có con nào một con lấy một con cá nữa hấp đi. Hấp anh lấy cá mú à. Ừ. Cá mú hấp ngon. Cá mú nướng hấp gì con báo cao luôn. Thế rồi. Chơi luôn hả? Bắt gừng hấp anh á. Chơi luôn đi, chơi đi. Chơi. Để quay mà. Bắt con bự luôn. Cá mập ha. Nhìn nó hay á. Đẹp. Kéo lên cái nữa, cái đó tiếp anh kéo lên. Đẹp quá. Ừ, đây phải hai người kéo lưới đầu kia. Mày hát chạy. Ôi. Con cá chưa? Đây là con cá bớp này. Con này nuôi chơi 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 luôn con này đi. Ê, con này khỏe nhờ. Con này 3 tiền ký anh. Con này nó lẩu luôn là 350. Con này là mấy mấy ký? Lẩu gì kho luôn nha. Con này khoảng 3 ký mấy. Được, vừa lẩu vừa kho đi. Thế con này nữa là được rồi. Thế chơi con cá này nhá. Ăn hết không? Không ăn hết thì cũng cứ làm đi. Làm được. Luôn. Gặp tiêm này là... mấy khi về biển các bạn ạ, nên là phải ăn cho nó sướng mồm. Anh Hải này chưa ăn to nói lớn. Thì khoái luôn. Chơi con này luôn. Cả nhà ơi, thế là mấy anh em quyết định chơi con cá to rồi luôn. Mặc dù là khả năng không ăn hết nhưng mà chơi luôn. Nó xuống trên bờ. Bắt con bé tí nhỏ hơn tí được. Bắt con bé nhỏ hơn tí cũng được. Cá nghệ này là món gì? Cá nghệ này em chỉ cho làm kiển thôi chứ không có ăn được. Cái này làm cảnh. Cho nó xuống đi, không khổ thân đâu. Nếu không ăn thì cho nó xuống. Cho nó xuống đi. Con này đẹp nhỉ? Mắt nó đẹp. Được. Để cho xuống đi. Con cá đây. Nhà ơi. Còn con tai thượng nữa. Khỏe nhờ, cá biển nó khỏe thật đấy. Cho lên cho xuống luôn. Để anh bắt con tai thượng cho mọi người xem đây. Con này to, con này phải chục ký ha. Chục ký mình ăn không hết được. Dạ. Ủa, con này đẹp. Con nào màu đẹp đẹp kia? Con là con gì đấy? Tai thượng này. Ô. Đẹp thế. Kinh khủng chưa? Quá mạnh luôn. Con tai thượng. Cá đừng. Con này cá gì cơ? Cá đừng à? Cá đừng à? Ôi nhìn nó khủng khiếp thật. Khỏe nhờ. Số đây xuống đi. Quá tuyệt vời luôn. Nhìn thích lắm cả nhà ơi. Quá là tuyệt vời luôn.
ai cũng hào hứng luôn, xem cá này, tất cả mọi người hào hứng lắm. Ô, cá mú đây. Tai thượng đây cả nhà ơi, tai thượng. Còn đây là cá mú này. Tai thượng này ăn ngon không anh ơi? Ngon anh ơi, cá này chiên xù là ngon lắm. Chiên xù ngon à? Chiên xù ngon. Cá mú đây, cá mú đây. Con này có cá mặt trăng nhỉ? Sao mà ăn hết được anh Hải? Chiêu to không mua. Có ăn chưa không anh? Có chơi con này không? Tôi làm con này chiên nhé. Hai con luôn. Con này chiên luôn đi. Chị đang rất bất ngờ vì đoàn có 7 người thôi. Mà bây giờ gọi gần chục ký hải sản thôi. Sắp chục triệu đến nơi rồi đấy. Bữa này khoảng chục triệu đấy. Chục triệu thật đấy chứ rồi em. Trời ơi luôn. Không đủ tiền thì ký nợ đúng không anh? Ôi anh cẩn thận nó xuống kìa. Nếu có đủ tiền em gắn mấy bé này, cái mấy này cho anh. Đây, gắn nợ đây. Gắn nợ đây. Nếu mà anh không có tiền trả là bạn anh ở đây để gắn nha. Tình hình là chị Tuyết ơi, tình hình là anh em được gọi hai con cá, một con 4 cân, một con 2 cân xong rồi. Nói chung là khoảng chục ký hải sản. Nhập hết đâu, kệ. Cứ ăn đi. Mấy ký xóa đâu. Mấy ký xóa đâu mà. Cái này mình mới được trôi nổi trên biển đấy mà. Ồ. Tôm tích này là món gì anh? Tôm tích này là món gì? Cháy tỏi, ăn đồ khô là cháy tỏi. Ờ, cháy tỏi đi. Cháy tỏi. Có chữ gì nữa. Cháy tỏi ngon lắm. Ờ, tôm tích cháy tỏi. Đấy, rất em nhiều em. Bọn mình giờ mua hết chỗ này luôn. Hết tôm tích luôn. Ok. Hảo Hương hôm qua mình ăn rồi. Ừ, hôm qua mình ăn rồi. Ồ, đây ăn tôm tích. Anh Hải á? Anh xây sao anh ăn được? Tí nước quen mà anh. Cả nhà anh nhìn như đảo Hòn Sơn đẹp không? Nước biển thì trong xanh, anh ngồi đây nhìn vào đất vào đảo Hòn Sơn luôn. Khỏe hơi anh, hơi anh Hải đang có chóng mặt. Chóng mặt. Vậy sao, sao đâu anh? Thật, em nói thật mà. Anh Hải lên đây có người nhận ra đây là mời gọi ra uống bia luôn. Hay chưa? Mọi người nhận ra anh Hải rồi. Giới tập gym thấy ăn mấy em nhiều lắm đó. Ơi à, coi với cả anh Hải quyết định là sẽ làm con mực này để ăn gọn luôn, ăn sống luôn. Đi ơi. Cái mình phía trong mà cái gì dưới cái đầu để cái lẩu. À ok ok. Ăn sống mấy ít thôi. Xong mình không nướng. Hay ăn nướng. Nướng ngon hơn lẩu không? Nướng có nướng rồi có thể em muốn ăn sống ấy. Đấy là. Được hay không? Nướng nướng là ăn sống. Đẹp nha. Ăn ơi. Ba bốn người. Ừ. Nó đang ho, nó đang ho. Nó xịt mực đây này. Đây nó xịt mực. Nó xịt mực là sao? Cái mực đen nó xịt ra vậy mà. Xịt chết. Dính lại mình đứng trên. Nó. Ai ai bị dính rồi. Nói xong. Ai dính vô đây vậy nè. Mày xịt tao à? Tao tao tí nó xịt mồm luôn. Mày. Trời ơi khách này lép ơi. Nhìn đẹp nhỉ. Cho tí số nước này. Có rẻ. Ok, nước của nó kìa. Cái con nó chỉ nướng cho mẹ hay nướng cho ai? Đoàn kia vừa ăn xong về nhà. Đi một xíu thôi là vào trong kia rồi là mình đi lên trên đường kia mình về thôi. Quá là tuyệt vời. Ở đây nước biển trong xanh, hải sản quá trời luôn. Đi đây anh em mình mực gọi mực nhỉ. Đứa này là ngon này. Hôm qua em có say không ấy? Sáng qua hả? Hôm qua tất nhiên là say rồi, uống hết bia. Uống hết bia. Ở không say đâu. Hôm qua Hà với anh uống bia mà nếu mà còn bia thì Hà với anh Hải với anh vẫn còn uống tiếp cơ. Nhưng mà vì cái đấy là hết rồi ấy. Uống hết cái bữa bia. Tình hình là trời đã mưa rồi cả nhà, mưa to luôn. Trong này rất là hay nhá, trời ở đang nắng cái là mưa rồi luôn. Mưa rồi. Giờ là phải di chuyển bàn vào trong này để ngồi. Con bắp chuối đâu là bắp chuối đâu là sò mai nhỉ? Bắp chuối sò mai. Nó giống hệt nhưng mà nó khác tên. Khác tên nhau chắc ăn nó khác cái mình hình dạng nó khác nhau luôn. Ăn nó cũng có khác không rồi? Khác luôn. Con nào thì ngon hơn này? Con này ngon. Con sò mai ngon hơn đó. Con này nè, con này là con bắp chuối nè. Bây giờ anh dưới mỡ hành lên. Con sò mai kìa, lấy qua nó kéo sò mai cho coi kìa. Sò mai là khác nữa. Khác.
À, cái đây là con sò mai. Mai này, cái thịt ở trong nó khác khác nhau hoàn toàn. À. Anh thấy cái vỏ màu trắng với lại vỏ màu dài đen dài à. Bây giờ mình cứ nhầm nó, nhiều khi mình nhầm. Nhầm ấy, nhìn nó ná ná nhau. Giữa con sò mai và con bắp chuối đây. Trong lần đây là con bắp chuối này, kia là con sò mai. Sò mai, bắp chuối. Có con nào mà nó gọi không nhỉ? Con mực này để chống vặt cho anh Hải nhé. Cho anh Hải chuẩn bị. Ờ, đấy, quá ngon rồi. À, như này là xong rồi anh. Bốc miếng quá rồi anh ạ. Bốc, bốc, bốc miếng đi anh. Chống vật đi anh. Đây, à chống vật luôn. Ngon lắm anh Hải. Có mực được chưa anh? Ngon cực kỳ luôn. Anh Hải chống vật luôn này. Ăn cả mực luôn anh ạ. Mực ngon. Nó đậm. Vâng, không cần chấm gì cả, nó đậm đậm sẵn rồi. Tại vì mình bắt từ dưới biển đem lên ăn liền. À, trong này nó có nước rồi đúng không? Không có, cái chất của nó là vậy đó. À. Nhưng khi nó chết rồi nó lại khác. À. Con này là lúc nãy còn sống luôn rồi anh? Còn sống, tại vì có gọng mà. À. Vừa bắt ở dưới biển lên ăn luôn. Nó ngọt. Sướng nhỉ nhỉ? Vâng. Ăn như thế thôi. Chuối với cả sò bàn mai này nhỉ ơi. Anh ơi, nếu mà nó hết mưa thì... Cái này là mình chấm nước chấm hải sản rồi đây. À, nước chấm hải sản rồi. Có xì dầu mù tạt không anh? Không, xì dầu mù tạt ăn sắp. À vâng, nhưng mà thì cho em ít xì dầu mù tạt nhé. Không, ờ, cá nướng này. Trời ơi, cá này. Nhìn cá nó... À, cá chiên. À, nhìn nó bự không? To đúng bằng... Ủa. Quá là to luôn. Mà còn con cá bơm nữa, to đúng nữa. Mâm gọi là mâm hải sản siêu to khổng lồ đó nhỉ. Con kia có 25 ngàn con thôi. Con cá này là bao tiền ký quên mất rồi. Còn con này có 250 một ký thôi. Siêu to khổng lồ đấy. Đây cả nhà ơi, mực họ đang để bơi bơi ở dưới kia hay kìa. Đó, vẫn còn đang bơi, đang sống đấy. Nếu có thích ăn là múc lên là hấp hoặc là làm gì làm luôn. Đây thì 100% hải sản tươi sống, không có hải sản đông lạnh. Ăn sướng lắm. Ở kia thì đang mực thì sẽ mực con mực kia, mực đang kia thì sẽ làm hai món, là một món là gỏi ăn sống và một món là nướng. Thế anh thì đang nướng đây. Nướng đây. Và bây giờ con sò vẹo kia cũng làm nướng mỡ hành luôn. Nướng mỡ hành này. Quá là nhiều đồ ăn luôn. Mực nướng thì ăn sướng lắm. Đây là trứng mực cả nhà. Anh bảo ngon nhất là cái trứng mực luôn. Họ mình nướng muối ớt. Nướng muối ớt không? Nướng muối ớt, cá bớp ấy. Một phần là nướng muối ớt. Nghe nhờ. Còn, nướng không bớp ấy. Nhìn lên muốn chống vật. Thôi mời nhà đi. Đói lắm rồi. À, con này mình ăn trước đi, để mình dọn cái này đi. Ừ. Lấy cho các người đẹp về em. Đây. Cảm ơn. Đây. Cảm ơn Hà nhá. To nhất đây. Em ơi. Mời cả nhà này. Đây là con bắp chuối. Bắp chuối. Mình cứ tưởng sò mai các bạn, nhưng mà không phải. Ừ, nó là bắp chuối đấy, khác đấy. Bây giờ mình cho một chút cái nước quá là hấp dẫn luôn. Cái nước hải sản này. À, thử nhá. À, thấy chưa? Ngọt ghê nè. Ngọt đẹp. Ngọt quá. Cho cái nước hải sản vào nó dễ ăn nhiều ạ. Ngon. Ngon. Ôi, mình tâm tích cái miệng. Ừ, chào. Ô, mục đích sang cái tỏi nhỉ. Ngon nhỉ. Có tôm tính hấp này, còn tôm tính sả tỏi này. Ngon. Này, bên này có nước chấm kìa. Quá ngon luôn. Ăn nhanh các bạn, ăn nhanh là ăn món khác. Được chưa? Ngon. Chính là nhiều thịt hơn con sò mai. Thế anh chủ mới bảo thế. Ngon, cảm ơn. Mời ngon con người nha. Con của em đây. Mời nhà. Vâng, ngon nhà. Hai con ăn xong rồi á? Xong rồi. Nhanh nhá. Ngon. Em có ăn cái trứng rồi. Ngon quá. Ngọt. Ngon. Bây giờ ăn cái con gì tiếp theo đây? Đây là con này này anh Hà này. Ở trên này bắt đầu nó cứ dập dình ấy. Hà cảm thấy hơi say ấy. Này.
Nhưng mà hình như anh thấy thiếu thiếu gì sao? Thiếu gì anh nhỉ? Bia. Có. Có bia đây anh. Cái con này phải lắc gan luôn này. Gan nó ngon mà. 25.000 một con là hợp lý. Quá rẻ. Có những loại là con to là bán 50.000 một con. Ừ. Ngon ha. Đây là mình không thích cháy tỏi ở nhà nhá. Thế là mình qua đây ăn là hợp lý rồi đúng không? Ở Hoàng Sơn thì có thể là giá nó tương đương với những như là mà riêng hải sản thì nó mềm hơn so với những cái khác như thế này. Ừ, riêng Hoàng Sơn là hải sản mà tươi sống. Ừ. Con này ăn bây giờ với phải bắt buộc phải bóc tay thôi. Không dùng tay là bó tay rồi. Ui, nhiều thịt lắm. Béo quá. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Ở mực sống của Hà với cả ấy. Mực sống đây. Bên đây. Đây này, bên đây. Hai dĩa là của anh Hà với anh Hải thôi chứ không ăn sống đâu. Thế à? Không ăn được cái tí thả lẩu. Anh chống bật luôn đi. Ăn ăn này, ăn kiểu gì đây? Chấm bằng mù tạt thôi. Mù tạt. Đâu, mù tạt có chưa? Lấy mù tạt nhiều ơi. Xì dầu mù tạt. Rồi, bia, bia để đây này nha. Nhưng mà phải có xì dầu mù tạt các bạn ạ. Không ăn là nó đi vù vù về từ từ ạ. Đi như kiểu là tiến lửa ấy. Nhưng mà con này ngon quá, làm con nữa Pepsi. Anh làm con sò vẹt. Có Pepsi vậy. Con này đang nhẹ vẹn sau này. Có bóc quá cả rồi. 4 chai Pepsi nữa rồi. 4 chai ở trên cái suối. Quá tuyệt vời rồi, ngọt ngọt dẻo, ngậy quá, ngon sò vẹo ạ. Tôi em sẽ sang ăn đi em. Đây, phá đảo cái này đi nhờ. Cái này là quá ngon rồi cả nhà, nhiều thịt lắm. Vừa đấy gọi là cá gì nhỉ? Tai tượng, tai tượng, tai tượng biển các bạn ạ. Cái này là có cái người ta ăn kèm với cái cuốn đấy. Ừ. Có tuyệt vời rồi. Ngon cả nhà. À đi rửa tay đã. Lấy không. Đây. Bờ nhà nhá. Cái này. Học đánh cái vảy đâm ra khi chiên lên ấy, cái vảy ăn rất là giòn. Đây là miếng cá tai tượng cả nhà nhá. À, mình à, chấm với nước mắm ớt quá là ngọt luôn. Cá này lần sau đi mà gặp cá này chắc chắn là sẽ gọi nữa. Quá ngon. Đây mọi người ai cuốn này thì lấy thêm nhá. Có đây có được. Ăn chấm cũng hay là ăn bao nhiêu cũng được. Vài cảnh ăn ăn uống cho thôi và nói tả về từng món làm gì. Em bạn anh lấy rau này bạn anh nhỉ. Ăn cầm dĩa rau nãy giờ. Bữa nay nha. Ngon. Tí ai đang đợi xì dầu mù tạt để ăn cái món gọi mực này. Đang đợi. Đợi tí. Trải nghiệm là từng món rồi. Còn rất nhiều món nữa cơ. Hai bên đồng hợp phát là thứ nữa là xong. Rồi, tổng tích thấy là nhiều thịt lắm rồi nha chị. Quá là nhiều thịt luôn. Thế thì chưa có bia nhỉ? Đây có bia hay là uống nước ngọt thôi? Anh uống bia không? Thôi nước ngọt để tối uống nhá. Ok, để uống nước ngọt đi. Uống nước ngọt đi. Bia nha. Việc kêu Pepsi hết nha. Ok, pha hết là Pepsi đi. Trưa nay Hà và anh Hải nghỉ bia để chiều nay chiến tiếp. Nhiều thịt ha. Tại con này còn tươi nếu mà. Đây bà xã Hà đang ăn. Ăn đi ăn đi. Con này giống cho bánh nai. Bánh nai. Ăn nó cũng ngon như thế mà. Còn nhiều món lắm ở nhà. Hả? Tí nó phải thưởng thức cái gỏi mực này đã. Đây, cameraman kiểm vợ anh Hải đã lấy cho mình con bún thịt rồi. À vâng, em xin nhá. Tôi cả nhà ăn con mực sống nhá. Mực sống luôn cả nhà, chơi luôn. À còi chơi luôn. Đứng răng ăn được rồi. Hơi bị ngập đấy. Có cái gì đây? Tuyệt vời quá. Mực nướng à, xin anh cảm ơn. Đây, để luôn đây đi. Mực sống à?
Nhìn cái này hấp dẫn chưa? Nó giòn giòn mà nó ngọt đây. Ê, lấy cho bạn. Thì giờ Hải thì thấy thế, nó chẳng có tanh gì cả. Ngon lắm. Làm miếng mực tướng đi. Anh em làm tí sâu mực em ơi. Mực tướng. Không để em chấm xì dầu. Chén không hay chị ạ? Mực mực này nó gọi là ăn nó gọi là đỉnh cao. Giòn nhỉ. Giòn mà ngọt. À thôi không cần đâu chị ơi, đây có rồi. Mực nó còn tươi luôn này. Bắt lên cái là nó còn sống này, ăn nó sướng lắm, ngọt lắm. Còn rất nhiều món. Anh chị chủ cứ bảo có ăn hết không, ăn hết không thì có quá nhiều luôn. Gần 10 ký hải sản có 7 người ăn. Khủng khiếp luôn. Ngon ở nhà. Ok. Đúng là ăn theo kiểu là quấn à? Ăn ngon không? Cái này quấn cực kỳ ngon à. Ngon hơn mình ăn không á. Cái rau mọi người bảo ăn thân mực ngon à. Nên là cái rau mực thôi để mình ăn. Quấn bên này đi. Dạ. Mày bỏ phía kia bên này. Quấn để bên này ạ. Tập trung ăn nhìn ngon lắm. Cái này phải kêu thêm con nữa. Thật. Mình còn nhiều món mình không kêu, thật ra là cá này. Đúng rồi, không ăn luôn. Ý là mình quấn với rau sống. Anh cũng ăn quấn luôn. Rau rừng nhỉ? Anh mua đồ tươi ngon. À. Thế thì tươi thì ngon. Mực, mực ngon cực kỳ. Ăn đi. Ở nhà em ăn đi không về. Mực ngon lắm cả nhà. Ngoài mình còn ăn mực chết rồi. Nói thế ai uống coca không? Coca chiên. Người ta muốn ăn gà bán có chị đâu có được. Mực ngon cực kỳ luôn. Ăn gà đông lạnh thôi. Bạn Diễm cuốn miếng này, ủa miếng cá to đâu. Xay. Đây để xong. Mà xử lý cái. Con người, con người ai cũng khen đồ ăn ngon nhưng cá nó còn mỗi xương. Thì vặt nó xuống. Nào. Đây. Đây, ưu tiên cho bạn là Hà Còi cái này đi. Một bát cho nó buồn. Đợi em không. Nó nói về đồ ngon của con cá này, cái này rất là ngậy, có cái da này khá là ngon, và anh ưu tiên chú. Anh ăn đi. Thôi, đây là sẽ nhường cho Hà Còi nhé. Rồi em xin nha. Rồi cái để tạm đây đã, em đang quay. Ăn luôn, không được, ăn luôn. Một tay cũng ăn được. Ở kia, nhờ cameraman kia. Rồi cảm ơn anh Hải nhá. Ờ. Xin chân thành cảm ơn. Ngon nhất đấy. Cái này vừa ăn vừa quặn này. Ngon quá. Ngon lắm, ăn cả sữa. Ngon lắm cả nhà. Cái này mọi người nếu mà gặp một cá tai tượng nhá, nên ăn. Nói thật. Ngon lắm. Làm con nữa rồi trả lại cái món này. Ngon lắm. Nhà ư nhiều thế nhỉ. Chứ ư từ nãy giờ đấy. Về là bệnh nghề nghiệp ở nhà. Ngon. Ăn cháu này lên bờ nào. Nhường lại cho Phạm Dũng à. Ăn thử. Ăn thử. Ăn thử. Chuyển lại cho em. Nhường lại đi cho em. Không. Ngon mà. Đây là bàn giao lại. Bàn giao lại. Ừ. Quạt nó nóng không? Quạt tí đi. Các bạn này có cái phần này là anh em Hà Còi vừa trải nghiệm ăn hải sản đây và với một cái mâm hải sản gọi là siêu to khổng lồ luôn, ăn gọi là la liệt. Vẫn còn những cái này thì tí sẽ gói về họ chiều hơn để chiều anh em lại nhậu tiếp. Ừ. Hà xin kết thúc video ở đây, hãy ấn đăng ký ủng hộ Hà nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.